Chắc chắn người phụ nữ nào cũng mong muốn bạn trai chồng mình sẽ là một người đáng tin cậy và nương tựa suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, còn sự thật thế nào thì khó mà biết được. Bằng chứng là hàng loạt câu chuyện ngoại tình vẫn được chị em chia sẻ hàng ngày trên. Mới đây, một tình huống tương tự được cô nàng tờ mờ chia sẻ khiến chị em phẫn nộ. Điều đáng chú ý là cho dù anh người yêu của cô đã chụp ảnh làm bằng chứng nhưng cả cô nàng lẫn dân mạng đều nghi ngờ. Theo đó, cô gái trẻ cho biết người yêu mình bảo đi họp mà đến hơn nửa đêm vẫn chưa về. Dù anh chàng có chụp ảnh làm bằng chứng và cô nàng cũng biết rằng yêu nhau là phải tin tưởng nhau nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Vì vậy mà cô muốn được dân mạng giúp dập bỏ những suy nghĩ linh tinh đi. Tuy nhiên, sau khi xem bức ảnh, dân mạng lại chẳng có mấy ý kiến tích cực mà đa số là tiêu cực. Họ chỉ ra nhiều điểm nghi vấn. Nhìn đĩa đồ ăn kia thì hợp hành gì? Cái cốc với chai nước này có khi hợp ở nhà nghỉ. Nhìn ảnh như kiểu chụp trên bàn nhà nghỉ thêm tập giấy, chai nước với cái cốc ấy. Bảo nó chụp cả phòng hợp lên, chụp làm gì chai nước với cái đĩa hoa quả. Nó hợp thật đấy. Mấy lần đang ngồi họp mình cũng chụp hình lại để trong máy cả nghìn tấm thế này để khi cần thì dùng này. Ủa chụp tấm hình chứng cứ như thế này thì mình cũng làm được. Bên cạnh đó cũng có một vài người cho rằng có thể vì tính chất công việc, chuyện phải đi họp giữa lúc nửa đêm cũng chẳng có gì lạ cả. Bình thường, mỗi ngành nghề khác nhau giờ giấc cũng khác nhau. Chồng mình có hôm vẫn họp đến 12 giờ đêm. Thông cảm được thì yêu, không được thì giải tán thôi. Bạn trai bạn làm gì? Cũng có nhiều công ty với ngành nghề đã vào dự án lớn thì mấy giờ cũng họp được đấy. Và chẳng để dân tình phải bàn tán thêm, ở dưới bài viết cô nàng đã thông báo rằng mình và bạn trai đã đường ai nấy bước. Nguyên nhân không phải vì người yêu bận đi họp lúc nửa đêm mà bởi anh chàng nói dối. Cuối cùng thì người yêu mình cũng thừa nhận là đưa bạn thân khác giới đi mua sách. Mà bạn thân ý có người yêu rồi nên lâu ngày mới gặp. Nay gặp xong đi lượn lờ một kẹo. Hóa ra chẳng có cuộc họp nào cả mà đúng là anh chàng người yêu nói dối thật. Hiện tại dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao phía dưới bài viết của cô nàng đáng thương này.